Hello, xin chào các bạn. Hôm nay cửa hàng khóa xe máy xin làm cái clip để mà giới thiệu cái tính năng nhập mã ID mà không cần tháo cái dàn xe. Thì đây là cái tính năng mà đầu tiên mà khóa xe máy làm được trên những tất cả cái dòng xe. Rồi, thì tại sao hôm nay mình sẽ quay cái video này? Thì mình sẽ hôm nay mục đích của mình nói lên các bạn là cái tiện ích mà cái nhập mã ID không cần tháo xe nó mang lại. Thì đây là một chiếc xe Honda Beatrice 150. Rồi, quay cho các bạn thấy chiếc Honda Beatrice 150 ha. Rồi, thì đối với cái dòng xe này thì nó có sẵn cái ổ khóa Honda Smart Key chính hãng. Và đây là mình đã thay cái nấm nhôm thôi. Đó, thì đây là cái dòng xe mà đã có sẵn cái ổ khóa Honda Smart Key. Nó cũng giống như những cái chiếc xe như Honda SH Việt Nam, SH Mode. Thì nó có cái remote đi theo chiếc xe. Thì mỗi cái remote nó sẽ có kèm theo cho bạn là cái mã ID. Đây là cái mã ID. Thì cái mã ID này dùng trong trường hợp là chúng ta làm mất cái remote, thì chúng ta có thể nhập mã ID này vào chiếc xe. Nhưng mà với điều kiện các bạn phải tháo xe. Chỉ ngoại trừ những dòng xe mới như là AB2018, Celi 2018 thì nó rất là hay, là nó sẽ cho phép các bạn nhập mã đi mà không cần tháo xe, là chúng ta sẽ nhấn nút đề. Nhưng mà đối với những dòng xe như BCX, SH Mode, SH Việt Nam thì nó không có cho phép các bạn nhập mã ID trên cái nút đề này, mà chúng ta phải tháo xe để mà ghim cái giắc nhập mã ID. Rồi, thì có nhiều khách hàng nói là mỗi chiếc xe thì nó sẽ cho các bạn cái que này để mà mở cho, trong cái trường hợp khẩn cấp là chúng ta mở cái yên xe để mà chúng ta lấy cái giắc nhập mã. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn biết cái quy trình để mà chúng ta làm để mà nhập mã ID. Rồi, mình sẽ đưa cái que. Nhưng mà bây giờ không có cái remote ha, chúng ta không có mở được xe đi nè. Đó, nhấn nấm không có điện nè, đúng không? Bây giờ thì đối với mỗi cái xe BCX, SH Việt Nam và SH Mode thì bên cạnh nó cái ổ khóa nó sẽ có một cái hộc, cái nắp này có thể mở được. Rồi, mở cái nắp này ra đầu tiên, mà mở cái nắp này ra, sau đó chúng ta dùng cái que để mà chúng ta mở được yên. Đó, dùng cái que mở yên lên. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái giắc nhập mã nó nằm ở trong cái bịch đựng đồ nghề. Đó, đây là một cái quy trình chuẩn của nhập mã ID của những cái xe SH Việt Nam, BCX. Đó, chúng ta sẽ lấy cái giắc nhập mã ra, nó màu xanh. Đó, đây là cái giắc nhập mã. Rồi, bây giờ chúng ta phải mở cái bình điện ra, cái hộc bình điện ra, thì cái giắc nhập mã tiếp theo nó sẽ nằm ra cái bình điện. Đây. Rồi, chúng ta ghim vào. Chúng ta tháo giắc ra. Rồi, chúng ta ghim vào. Thì lúc này chúng ta sẽ nhập được những cái số ID này vô cái ổ khóa. Ổ khóa lập tức nó sáng đèn. Đó, như các bạn sẽ thấy ổ khóa nó sáng đèn. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ nhập những cái số ID này vào cái ổ khóa thì chúng ta sẽ mở được điện xe đi. Thì đối với dòng xe Beatrice là như vậy, còn đối với dòng xe mà SH Việt Nam thì ở đây nó có cái bình điện nằm ở dưới cái lườn xe á, thì chúng ta phải mở ốc nữa, chúng ta phải tháo cái bình điện, cái nắp bình điện ra thì chúng ta mới nhập được mà cái mã ID. Rồi, chút cái giắc ra mã ID lại. Thì bây giờ những cái tiện ích mà khóa xe máy đem lại là cái gì? Chúng tôi làm mà nhập mã ID mà các bạn không cần phải mở yên xe. Thì bây giờ có nhiều người nói Honda nó đã có sẵn, đối với những dòng xe mà có sẵn SH Việt Nam rồi và vân vân thì Honda cái đồ bạn rồi. Thì đối với những dòng xe SH Việt Nam BCX thì Honda nó cho các bạn cái que này để mà chúng ta mở được yên. Và bây giờ mình sẽ hỏi các bạn, cái que này các bạn khi các bạn đi ra đường các bạn có mang nó theo không? Và theo như mình biết thì 90% khách hàng khi mà ra đường cái que này người ta gắn chung với cái remote. Thì bây giờ khi mà làm mất cái remote hoặc là cái remote nó bị lạc đi đâu đó thì cái que này hầu như nó cũng mất theo, thì các bạn mở yên bằng cách nào? Có nhiều người ta sẽ nói là cái que này tôi bỏ trong túi quần. Rồi, thì lúc đó mình sẽ không còn câu chuyện này để mà nói nữa. Thì cái que này có nghĩa là các bạn khi ra đường các bạn sẽ mang cái que này ở trong cái túi quần. Chắc chắn là các bạn không thể nào để ở trong cái hộc xe được. Vì để ở đây thì nhiều người ta mở được yên, mà để que trong này thì người ta sẽ lấy luôn cái đồ xe trong bạn ha. Thì
khóa xe máy, nghiên cứu thành công cái tính năng nhập mã mà không cần các bạn cần những cái que, không cần phải tháo xe. Mà cách là các bạn chúng ta cần nhấn 5 giây, đèn ổ khóa lập tức nó sáng lên. Đó, và bây giờ chúng ta nhập mã cực kỳ tiện lợi. À, bây giờ các bạn đang đi ở giữa rừng vắng, giữa đường khuya, những cái đường vắng. Đối với dòng xe Basic nó còn đơn giản hơn. Đối với dòng xe SH Việt Nam, các bạn phải mở cái lường dưới ra. Nó rất là phức tạp. Rồi, và bây giờ nói tiếp theo. Đây là cái dòng xe, những cái dòng xe như Vario, Click. Không có ổ khóa sẵn, và đây là cái ổ khóa mà chúng tôi đã gắn rồi. Thì đối với những dòng xe này, thì nó không có cái hộc ở bên này để mà tháo ra để mình ta mở được yên. À, các bạn nên nhớ nha. Những cái dòng xe này nó không hề có cái hộc. Mà chúng ta muốn nhập được mã, chúng ta phải mở cái mặt nạ được ra. Mà muốn mở được cái mặt nạ thì chúng ta phải dùng tới cây vít. Rồi, sau đó mở con ốc, hai con ốc, hai bên, thì chúng ta mới lấy được cái mặt nạ ra. Đó. Rồi, đây là dòng xe đơn giản nằm trong mặt nạ. Tiếp theo mình sẽ nói những cái dòng xe khác. Bây giờ đầu tiên là mình phải mở được cái mặt nạ ra. Thì cái dắt nhập mã của những cái dòng xe này nó sẽ nằm ở trên cái mặt nạ. Đây, rồi. À, các bạn thấy ha. Đó. Và nhưng mà bây giờ chúng tôi đã làm được, không cần chúng bạn các bạn phải mở cái dắt ra nữa, mà các bạn chỉ nhập mã ID trực tiếp trên cái ổ khóa luôn bằng cách là nhấn giữ 5 giây. Đó. Đúng không? Cực kỳ đơn giản, cực kỳ tiện lợi. Đó, đó là điều mà chúng tôi mang lại cho khách hàng. À, các bạn không cần phải mở ốc. Bây giờ những chỗ vắng người, những chỗ mà không có người, những đêm khuya, đường vắng, thì ai sẽ giúp các bạn mở được cái mặt nạ này ra để mà nhập mã? Thì khóa xe máy đã nghĩ đến điều đó, và chúng tôi nghiên cứu là cái nhập mã mà không cần phải mở xe là như vậy. Rồi, đối với những dòng xe như Winner, muốn tháo được cái dắt nhập mã nó ra thì các bạn phải mở rất là nhiều. Rồi, cái mặt nạ này không phải đơn giản mở, ai cũng mở được nha. Cái mặt nạ này nó rất là nhiều ốc. Đó. Đó. Rồi, tiếp theo nữa thì cái dòng xe ví dụ như là xe Nuvo đi. Các bạn sẽ thấy nó rất là nhiều ốc nữa. Nó mở còn phức tạp hơn nữa. Thì ai sẽ giúp các bạn mở được cái mặt nạ ra để mà nhập mã? Tất nhiên là những dòng xe này nó không có cái lỗ bên hông, cái nắp bên hông để mà chúng ta mở được yên khẩn cấp. Đó. Rồi. Ví dụ như đây là cái xe quay đi. Đó. Thì cái xe quay này ai sẽ giúp các bạn mở được cái yếm ra khi mà đêm khuya? Tất nhiên nếu mà có người giúp đỡ thì tất nhiên nó mất thời gian rất là lâu. À, phải nhờ người này nọ. Nhưng mà bây giờ chúng tôi đã làm được tính năng là không cần phải mở dàn áo xe mà nhập mã trực tiếp trên ổ khóa bằng cách là nhấn giữ 5 giây. Tất nhiên mỗi xe thì có một cái mật mã nó sẽ khác nhau rồi. Đó, đây là điều mà chúng tôi mang lại cái sự tiện ích cho khách hàng. À, mà không có nơi nào có thể có được. Rồi, thì cái video này mình chỉ muốn nói đến cái tiện ích mà cái nhập mã ID không cần tháo khóa, để cho nhiều người biết rằng nó tiện ích như thế nào, nó hơn cái gì. Thì cái video này mình chỉ muốn nói, nhấn mạnh đến cái vấn đề nhập mã mà không cần phải tháo xe. Đây là điều đầu tiên mà khóa xe máy làm được mà chưa có nơi nào mang lại cho các bạn. Thì chúng tôi suy nghĩ đến vấn đề này, chúng tôi mất thời gian rất là lâu để mà một cái vấn đề mà nhập mã ổ khóa mà không cần phải tháo xe. Chúng tôi đã chỉ một cái tiện ích nhỏ này mà khóa xe máy đã mất thời gian khá lâu để mà nghiên cứu được nó. Thì chúng tôi làm cho cái bộ khóa Honda Smart Key nó hoạt động tốt hơn, nó tiện ích hơn, nó hay hơn, nó hiện đại hơn mà không có nơi nào có thể mang lại cho các bạn. Rồi, video đến đây xin cảm ơn các bạn.